Hi, chào tất cả bạn ha, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Thì nay dọn xong mấy con máy bữa củi anh em, có 4-5 con gì à, 4 con, còn mấy con nữa đang dọn ha, quay chia sẻ đến tất cả bạn cùng xem ha. Thì mấy con này thương hiệu là model là CWM52 nha anh em. Đó, thông tin ở đây. Con này nó 1500W anh em, động cơ 2 ngựa nha. Zin của nó là 100V ha. Đó, 50Hz, 60Hz, 15A đây. Thì con này thì mình nghĩ là sản xuất của Trung Quốc nha anh em, Trung Quốc xuất Nhật ha. Đó. Đây, nhìn motor nè, đó. Motor Nhật ít khi nào làm gì lắm ha. Lá nhôm được không nè, thấy không? Thì mấy con này thì mình đã đấu lại 1 pha 200V rồi, anh em về kiếm điện 200V xài thôi ha. Đó. Kiếm điện 200V xài thôi. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ báo giá luôn anh em ha. Mấy cây màu đỏ này ha. Cái cây đỏ này thì anh hai kiếm giùm cái thước đây nè. Ha. Thước hành trình nó có thể bổ được đây anh em. Đây đo nha. Cái gạch này 4 tấc. 4 tấc, ở đây 2 tấc nữa là khoảng 5 6 tấc nha anh em. 52 là mình nghĩ là 5 tấc 2. Đó. Đây đây có thước rồi. Rồi rồi. Đây đúng rồi, 5 tấc 2, 5 tấc 3 gì đó, 5 tấc 2 nha anh em. Đó. Anh em thấy nè, đó cắt bổ được cái gỗ là 5 tấc 2, anh em cắt được cái gỗ 5 tấc 2 là anh em bổ ok ngon lành ha. Rồi chiều cao của nó thì vừa mình xài thôi, chiều cao nó thì đây chừng 3 tấc mấy, 3 tấc 3, tổng chiều dài nó khoảng 9 phân 90. Đó, mấy con này nặng thì 40 mấy ký nha anh em. Đó, 40 mấy ký. Rồi thì mấy con này thì giá 2,5 triệu con nha anh em. Chung là gỗ thì mình cũng không có gỗ nữa, chung là quất mấy cái gỗ này thì chắc nó cũng không có mềm mèo à. Gỗ này gỗ khi bằng gỗ gì ta, gỗ pallet đó mà nó rất là mềm mèo à, thì chơi đại đi anh em ơi ha. Đây em cũng không có gỗ tư, cái này gỗ gỗ khô thì nó cũng có thể chắc nó, thì đây mình ghim điện chơi thôi. Lên thì dứt thôi. Đây. À đây có cái gạch nè anh em, gạch vô là nó đen thôi. À, quay đường này. Gỗ tư ấy đã lắm anh em, gỗ tư nó bung bung ra đã lắm ha. Ha, thì bóng lưỡng đã lắm nha anh em. Này này có cái mới chưa cho xài luôn anh em. Đó. Cái này cũng mục nó không ngon lắm. Ha. Đấy. Đây là con số 1 nha anh em. Đó. Em test từ con, báo giá từ con luôn ha. Thì bác, ủa, nãy báo giá chưa ta? Mấy con này là 2,5 triệu chưa ship anh em. Anh em ship luôn là 2,8 triệu nha anh em. Tải nặng 4 mấy ký, ship gần 300.000 á. Ship có COD ha. Thì hình thức thanh toán thì anh em đặt cọc cho em khoảng 500.000. Đặt cọc 500.000 là nhận hàng thanh toán phần còn lại nha. Đó. 2,8 triệu bao gồm vận chuyển nha anh em. Anh em lưu ý mấy con này là 2,8 triệu bao gồm vận chuyển nha. Đó. Đó, bật tắt lên chút thôi ha. Cây này mềm quá, cắt không đã anh em ơi.
phải chơi mấy cây nào cứng cứng. Mà chỗ em thì tới là kiếm cây khó đó nè. Đó là con số 2 nha anh em. Thì mấy con này 2.8 bao gồm vận chuyển nha anh em. Còn anh em nào chưa vận chuyển thì 2.5 ha. Làm bán chơi cho vui anh em ơi, để thấy cũng hay hay ha. Về hồi xưa mình có một con mình đem về quê bán hay xài ok lắm. Này động cơ 220 anh em, anh em xài. Chưa xài luôn nè anh em, thấy không? Em ấy vô nó mới chốc trơn nè, thấy không? Nó bển là nó chưa xài luôn á. Nè, mới chốc trơn nè, thấy không? Chưa bển là nó chưa xài nha anh em, hàng này thì chưa xài nha. Đó, thấy cái lưỡi này nhìn là biết à. Ha, chốc sơn nó chưa chốc luôn, em mới ấy nó mới dính miếng sơn vô trong cái cò cột nè. Đó. Ha. Rồi. Đó, con số 3. À, có con số 4 này rất là to luôn nha anh em. Mấy kia rất là nhiều luôn. Con này hành trình nó dài tới 4 năm tới 2 mà. 5 tới 2. Rồi hành trình nó giống nhau nè, mà sao con này to dữ ta? Kỳ luôn, ti nó to hơn con kia nhưng rất là nhiều luôn nha. Cũng 1500 quá anh em ha. Mà tới con này tổng nó tới 78 kg lận ha. Đây. Manufacturing ngày nè. 21 20 không biết mấy nữa, nói chung là cũng đời rất là cao luôn. Rồi, test thử con này cho anh em xem ha. Con này cái lực nó bự hơn nha anh em. Đầu nó bự hơn nha. Cái gì? Ủa này đâu phải cây. Cây nhựa mà sao ép được. Nhựa. Ủa kìa. EPD gì nè, nhựa. Rồi. Không có cây test này rồi anh em ơi. Đây đi. Lấy mấy cây cũ test ở đi anh em ơi. Cây này bự lắm nha anh em. Con này nè, cái xác nó nặng gấp mấy lần con kia. Con này em mua giá cao nha. À. Rồi con này có hai chế độ ha, độ ba chế độ ha, gặp con rùa ha với con voi ha. Thỏ với voi chắc chế độ yếu với chế độ mạnh đó nè. Đó. Nó voi mạnh. Con thỏ nó yếu nha. Tắt đâu.
Con này thì giá 3,5 triệu chưa vận chuyển nha anh em. Nếu vận chuyển nữa 3,8 triệu nha. Đó. Con này nặng lắm nha nè, 6-70 kg vậy. Ha, này bự hơn mấy kia. Rồi, thì có mấy cây á, anh em nào có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp em ha, số gọi là 0908 75468 ha. Và đến cửa hàng có chị em Bình Dương để xem ha. Rồi ok, chào tạm biệt anh em.